Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại hội trường Đại chủ viện Thánh Du Xe Hà Nội, cha giám đốc Caritas Hà Nội Bruno Phạm Bá Quế đã đọc diễn văn chính thức khai mạc Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ ba. Trong giờ khai mạc đại hội, ngoài sự hiện diện của ban điều hành và gần 600 hội viên của Caritas Hà Nội, còn có Đức Hồng Y Vero Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu chủ tịch ủy ban bác ái xã hội Caritas của hội đồng giám mục Việt Nam và đức cha Duse Nguyễn Văn Yến phó chủ tịch ủy ban bác ái xã hội cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng giám đốc Caritas Việt Nam cha Doan Baptista Vũ Đức Kiện phụ trách Caritas giáo tỉnh Hà Nội và cha Pio Ngô Phúc Hậu thuyết trình viên về đề tài truyền giáo đại hội Caritas Hà Nội lần này mang chủ đề hoạt động bác ái và truyền giáo. Đại hội hướng đến nhằm mục đích toàn kiện và phát triển mạng lưới Caritas tại các giáo xứ trong toàn tổng giáo phận. Đào sâu ý hướng thực thi bác ái theo tinh thần Kitô giáo và đặc biệt là hướng các hoạt động bác ái Caritas tại giáo xứ tới sứ mạng truyền giáo. Bắt đầu từ thứ ba ngày 22 tháng 8 đến thứ sáu ngày 25 tháng 8, anh em tu sĩ dòng chùa cứu thế từ khắp các cộng đoàn trở về tham dự kỳ thường huấn của tỉnh dòng năm 2017. Sau thánh lễ khai mạc tại nhà nguyện cộng đoàn Sài Gòn vào lúc 5 giờ 30, chương trình thường huấn đã chính thức bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Năm nay phần chính yếu của chương trình thường huấn là học hỏi và đào sâu tin mừng Marco nội dung kinh thánh do cha linh mục dòng Chúa Cầu Thế, cha du xe Nguyễn Thể Hiện, cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý, cha du xe Phạm Đình Chí trình bày. Thánh lễ mừng kính thánh Monica, quan thầy di dân Bùi Chu Hà Nội được cử hành lúc 18 giờ 30 thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại nhà thờ Hàm Long, tổng giáo phận Hà Nội. Trước thành lễ, ban điều hành đã tổ chức cuộc rước long trọng tôn vinh thánh nữ Monica và thánh Augustino quanh khuôn viên thánh đường với sự tham dự của hội kèn, hội chống di dân và rất đông anh chị em di dân Bùi Chu từ khắp Hà Thành. Đức cha Thomas, giám mục giáo phận Bùi Chu chủ tế thánh lễ. 11 cha đồng tế, trong đó có 8 cha đến từ giáo phận Bùi Chu và 3 cha thuộc tổng giáo phận Hà Nội một số nữ tu và khoảng gần một nghìn anh chị em tín hữu di dân và giáo dân thuộc giáo xứ Hàm Long xuất sáng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa. Thánh quản thầy và cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em di dân đang phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách của những người tha hương cầu thực.